bản tình học tích tắc. Đầu tiên nhắn cho thầy cần có mấy nguyên liệu thông minh. Nói chung là có cần khuôn nè, rồi là một cái chợ để mình quậy và bột. Đây là cái bột mà mình thường dùng bánh flan. Còn á, ở đây thì mình có nước nóng. Nước nóng là 200ml nha. Làm cái muỗng nước khuấy. Giờ đầu tiên thì mình sẽ lấy cái bột này ra. Đây. Mình làm cho bột xuống hết luôn đó. Nó bị vậy cũng được. Vậy thì chúng ta đã xong thì chúng ta sẽ bỏ 500ml đi 200. Cái này các bạn phải học là cẩn thận nha, nếu không là sẽ bị phỏng đó. Chắc coi như đây đủ chưa ta? Nếu mà không đủ mình sẽ bỏ thêm bên đây nữa. Chúng ta phải khuấy thật đều và phải khuấy thật chậm nha. Nếu sao là nó sẽ bị đen lên rồi. Cho mấy cái cà là phải cà cho nó cà đi hết. Nó mới ăn mới ngon. Oh, I know that you'll go. My love, I think I'm yours. My dreams, like dreams. Mình sẽ chỉ các bạn làm caramel nha. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình 15ml nước và nước lọc nha. Và chúng ta sẽ có bột caramel để chiên gì đó. Okay. Và mình sẽ đi xé nó lại cái đây. Chắc là. Rồi. Giờ thì chúng ta sẽ đổ vô và khuấy cho hợp đều nha. I know that you'll go. My love, 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 love. So I wait, but you hate. You have so much to say. You, I'm true. Các bạn nhanh chơi nhé. Mình sẽ biến bánh răng ra nha. 1, 2, 3. Xong rồi.
chơi caramel lên nha. Cái đầu tiên chúng ta hãy chơi cho nó quẩy nó ra. Đó, mình sẽ bỏ hết đi chia cho nó thật là đẹp nha. Đây,